Chào các bạn, mình là Alice Đinh. Trong bài trước chúng ta đã học được cách công cụ Magic Wand hoạt động và lý do tại sao nó lại là một sự lựa chọn tuyệt vời cho việc tạo vùng chọn cho các khu vực có màu sắc tương đồng. Nhưng nếu có bất cứ công cụ tạo vùng chọn nào của Photoshop xứng đáng được gọi là bậc thầy ma thuật thì nó không phải là Magic Wand mà đó chính là công cụ mà chúng ta sẽ học trong bài hôm nay, công cụ Quick Selection. Ra mắt công chúng lần đầu tiên qua phiên bản Adobe Photoshop CS3, công cụ Quick Selection khá là tương tự công cụ Magic Wand trong việc lựa chọn các pixel ảnh dựa trên sự tương đồng về màu sắc. Nhưng công cụ Quick Selection còn vượt xa những khả năng hạn chế của công cụ Magic Wand. Quick Selection không chỉ tìm kiếm các pixel ảnh dựa trên sự tương đồng về màu sắc, mà nó còn tạo vùng chọn dựa trên việc tìm kiếm các khu vực có bề mặt tương tự nhau trong hình ảnh. Chính điều này làm cho nó trở nên tuyệt vời trong việc phát hiện ra các đối tượng. Và không giống như cây đũa thần Magic Wand, công cụ Quick Selection hoạt động như một cây cọ. Nó cho phép chúng ta tạo vùng tròn chỉ đơn giản bằng cách vẽ qua chúng. Trên thực tế, các bạn sẽ thấy trong bài học này, Quick Selection làm việc nhanh chóng và tốt đến nỗi nếu các bạn đang sử dụng phiên bản Photoshop từ CS3 trở đi, thì Quick Selection sẽ dễ dàng trở thành công cụ tạo vùng tròn chính của bạn. Để lựa chọn công cụ Quick Selection, chúng ta rê chuột đến nhóm công cụ chứa công cụ của Quick Selection. Nhóm công cụ này nó có phím tắt trên bàn phím là V kép và nó nằm ngay dưới nhóm công cụ Lasso Tool. Sau đó chúng ta nhấp chuột vào nhóm công cụ này và nó sẽ hiện ra các công cụ có chứa trong nhóm công cụ. Và sau đó chúng ta chọn công cụ Quick Selection. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học cách tạo vùng chọn bằng Quick Selection. Đây là một hình ảnh mình đã mở sẵn trong Adobe Photoshop. Quan sát hình ảnh, các bạn thấy đối tượng chính của hình ảnh là những quả cà chua nằm trong rổ. Nếu bây giờ chúng ta muốn giữ nguyên màu sắc của đối tượng chính của hình ảnh này và thay đổi màu của toàn bộ phần nền còn lại, thì trước tiên chúng ta phải tạo một vùng chọn xung quanh đối tượng chính của hình ảnh. Bây giờ chúng ta hãy xem công cụ Quick Selection tạo vùng chọn như thế nào nhé. Để bắt đầu tạo vùng chọn, mình sẽ di chuyển con trỏ công cụ Quick Selection vào trái cà chua. Sau đó mình nhấp chuột xuống một lần. Quan sát, các bạn thấy có một vùng chọn vừa được tạo ra xung quanh khu vực mà mình nhấp chuột xuống. Sau đó mình tiếp tục nhấp chuột đến các khu vực khác của đối tượng. Và sau cùng mình đã tạo ra được một vùng chọn tương đối chính xác bao quanh đối tượng. Cho đến bây giờ thì mọi thứ khá là tốt. Tuy nhiên thì quan sát chúng ta thấy là có rất nhiều việc chúng ta cần phải tiếp tục làm. Chúng ta thấy là có một số khu vực của vùng chọn thì chúng ta phải loại nó ra khỏi vùng chọn. Ví dụ như là khu vực này nó không có thuộc vùng chọn. Và một số khu vực khác chúng ta cần phải thêm vào vùng chọn, ví dụ như là khu vực này chẳng hạn. Đầu tiên, để thêm một khu vực vào vùng chọn. Thông thường thì để thêm một khu vực vào vùng chọn, chúng ta cần phải giữ phím Shift trên bàn phím để nó chuyển đổi sang cái tùy chọn Auto Selection để nó thêm khu vực mới vào vùng chọn. Tuy nhiên công cụ Quick Selection thì khác. Theo mặc định, khi mà chúng ta lần đầu tiên làm việc và chúng ta lựa chọn công cụ Quick Selection thì nó đã tích hợp sẵn cái tùy chọn Auto Selection. Cái tùy chọn Auto Selection này nó được chỉ định bởi dấu cộng nhỏ hiển thị ở trung tâm của con trỏ công cụ. Chúng ta thấy có cái dấu cộng hiển thị ở trung tâm con trỏ công cụ đây. Khi làm việc với công cụ Quick Selection, nếu bạn nhìn lên trên thanh Option, các bạn sẽ thấy có 3 tùy chọn: New Selection, Auto Selection và Subject From Selection. Trong đó tùy chọn Auto Selection đã được lựa chọn sẵn cho chúng ta ngay từ khi chúng ta lần đầu tiên làm việc với công cụ Quick Selection. Do đó, để thêm một khu vực mới vào vùng chọn, chúng ta chỉ cần tiếp tục sử dụng công cụ Quick Selection và nhấp vào khu vực mà chúng ta cần phải thêm vào vùng chọn. Giờ chúng ta sẽ thử thêm khu vực này vào với vùng chọn của hình ảnh nhé. Chúng ta thấy khu vực này của hình ảnh nó khá là nhỏ, sau đó chúng ta cần phải thu nhỏ cái con trỏ công cụ Quick Selection để nó thích hợp với cái sự lựa chọn ở trong cái khu vực này. Bằng cách là chúng ta nhấp vào cái tùy chọn size và chúng ta kéo cái phần size này sang bên tay trái thì nó sẽ thu nhỏ cái con trỏ của công cụ Quick Selection. Nó thu nhỏ bao nhiêu là tùy theo ý chúng ta và cũng tùy vào khu vực mà chúng ta muốn tạo vùng chọn. Mình thu nhỏ nó xuống kích cỡ là 12 pixel đi chẳng hạn. Sau đó mình nhấp nó vào đây. Các bạn quan sát thấy là chúng ta vừa thêm một cái vùng chọn mới vào trong cái khu vực vùng chọn của chúng ta.
chúng ta cũng làm tương tự với các khu vực khác. Như thế này, chúng ta khu vực này nó hơi lớn hơn một xíu, chúng ta phóng lớn con chuột, chúng ta phóng lớn cái con trỏ của công cụ Quick Selection lên một xíu cho nó phù hợp. Vậy là chúng ta vừa mới thêm một số khu vực mới vào trong vùng chọn của đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ một số khu vực ra khỏi vùng chọn. Để mà làm được điều này, chúng ta sẽ chỉ cần nhấp chọn thì chọn Subtract from Selection và chúng ta nhấp con trỏ của công cụ Quick Selection vào khu vực chúng ta cần loại bỏ. Vậy là quá trình tạo vùng chọn xung quanh đối tượng chính của hình ảnh của chúng ta đã hoàn tất. Như mình đã trao đổi với các bạn trong bài tìm hiểu về công cụ Marquee Tool, khi chúng ta tạo vùng chọn xung quanh một khu vực của hình ảnh thì chúng ta chỉ được phép làm việc trong khu vực đó. Mọi thao tác của chúng ta trong các cái khu vực khác của hình ảnh mà không thuộc vùng chọn thì đều không có tác dụng. Trong trường hợp này, nếu chúng ta muốn thay đổi màu của nền của hình ảnh mà không tác động gì đến màu của đối tượng chính của hình ảnh thì chúng ta cần phải tạo một vùng chọn bao bọc toàn bộ cái phần nền của hình ảnh. Để làm được điều này rất đơn giản, chúng ta chỉ cần đảo cái vùng chọn mà chúng ta vừa tạo ra xung quanh cái đối tượng chính của hình ảnh. Nghịch đảo vùng chọn tức là chúng ta sẽ bỏ chọn chủ đề chính, và thay vì chọn chủ đề chính, chúng ta chọn tất cả mọi thứ xung quanh nó. Để nghịch đảo vùng chọn, chúng ta sẽ nhấn tổ hợp phím Shift F7 nếu các bạn sử dụng Windows, còn bạn nào sử dụng Mac thì chúng ta sử dụng tổ hợp phím Shift Command E. Sau đó, chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng New Adjustment Layer ở dưới cùng của bảng Layer. Sau đó chúng ta chọn Hue Saturation. Nếu các bạn đang sử dụng Photoshop từ phiên bản CS5 trở đi thì các cái điều khiển Hue Saturation sẽ xuất hiện trong Adjustment Panel như thế này. Còn trong các phiên bản CS4 trở lại thì hộp thoại Hue Saturation nó sẽ xuất hiện. Để thay đổi màu nền cho hình ảnh thì chúng ta sẽ thay đổi các cái thông số Hue và Saturation cho phù hợp bằng cách kéo cái thanh chuột này sang trái hoặc sang phải tùy ý chúng ta muốn. Cuối cùng mình sẽ thay đổi chế độ hòa chuẩn của layer sang chế độ color để chỉ những màu trong ảnh chứ không phải giá trị độ sáng bị ảnh hưởng. Vậy là quá trình thay đổi màu nền của hình ảnh của chúng ta đã hoàn tất rồi đấy.
Ngoài ra, công cụ Quick Selection còn bao gồm một vài tùy chọn bổ sung trong thanh Option. Nếu file của bạn có chứa nhiều lớp và bạn muốn Photoshop phân tích tất cả các lớp khi tạo vùng chọn, thì bạn hãy đánh dấu vào tùy chọn All Layers. Còn nếu bạn đang chạy Photoshop trên một máy tính có cấu hình khá là mạnh mẽ thì hãy chọn tùy chọn Auto Enhance. Tùy chọn Auto Enhance này nó sẽ giúp cho đường biên của vùng chọn trở nên mượt mà và có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, khi mà chúng ta lựa chọn tùy chọn Auto Enhance này thì Quick Selection Tool nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để xử lý và tạo vùng chọn. Bài hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chào các bạn, mình là Annie. Chào mừng các bạn đến